Phiền phúc ấy. Ai xe này là Phiền phúc. Bây giờ là phía kia rồi, không phải là vực đẹp khác của mình nữa. Rồi đến nơi luôn. Thôi, báo con đứa này. Ấy da, ấy da. Ngày xưa chắc ông chú cũng nhớ cháu nhỉ. Ngày xưa cháu bên ông bạn cháu bán cho chú con xe quay màu y như này này. Đấy hỏi chú đấy, thịt bại mà cho xe bọn nào. Tài nó muốn bán con em vô rồi chú này. Tầm hơi âm đúng. Quá chơi chưa lúc giả nó 1 triệu thấy bảo nó trả bán. Vâng. Tôi không mua. Bịt mẹ ta cho mày lại giấy tờ mày đánh mất. Giờ làm lại này rồi khó. Ôi bây giờ mưa luôn. Mặc vào. Bây giờ đi về à? Chả về. Đây chú chả mua cho mày thì mày ta chả về. Nếu mà chú mua, chú đã mua rồi. Thế đi đúng không? Đỗ đâu đâu? Ai đi phải đéo lên được. Đi mệt. Đi đã. Anh Tuấn, bây giờ về hay đi đâu? Bây giờ về hay đi đâu? Để anh Tuấn dẫn vào. Cái quán kia 500 kìa.
anh Tuấn ơi, anh Tuấn, hay về chỗ mình, hay về mấy cái quán xe ở chỗ mình. Quán xe chỗ nào? Quán xe máy á, chỗ mình à? Chỗ nào á? Cái chỗ trên me đấy. Mẹ sang sang xe đéo biết đủ vào đến nhà không ạ? Ôi tí lâm nhau, quay cả đây. Quay lại, khỏe mà đi đâu. Quay rồi. Ôi, con mày đi ngu hết luôn. Ông này tí, tí lao vào nhau ạ. Đâu? Đấy. ATM à? À đây à? Hỏi chưa em? Hỏi đi, gọi chị ơi, gọi đi. Chủ quán ơi. Chủ quán ấy, đang ngồi đâu ạ? Đây đây chủ quán đây rồi. Đây, chủ xe máy ra một bàn. Chủ xe máy ra một bàn. Bị mất rồi ạ. Dạ. Bị mất giấy tờ ạ. Quán kia các cụ kiểu nó muốn mua xe máy mới. Giấy tờ không lấy được. Thì nó bán cho giá thấp như thế này. Trước em cho nó đi kiểu gì nó đánh mất giấy tờ, rơi giấy tờ xe em đứng chính chủ xe. Mày phải co mày cả xe cả giấy tờ mới để đánh mất. Còn cười còn cả. Lúc đấy xay lại đi bốc đầu tiếp. Thôi lại đi vào. Đi bốc đầu tí. Con lại ngoan nào. Ừ, ông Tuấn lại đi trước đi. Cầm camera chắc tay không rơi chết mẹ. Đi con ơi. Đâu? Vậy tết trên kia. Đường khác đi mẹ ô tô. Ê, cấm đi chậm. Ê, cái việc này đi chậm ấy, ghi là đi chậm mình ghi là cấm đi chậm, phóng nhanh tốc độ vào. Dạ. Đây xin mời bốc đầu ơi. Bốc đầu ơi. Đây, phóng nhanh nữa. Ê, mẹ trông cao cái cứ. Cái gì đấy?
chỗ này là cái đéo gì trụ sở đảng ủy PVE đấy phường à, trụ sở đảng ủy bên mẹ ở phường à, để coi bên mẹ đi qua phường rồi. Ông Tuấn đi lên lầm nhau tí thôi, lầm nhìn một cái. Mình vừa đi này bảo ông kia ấy xong là đổ đầy bình đi xong còn về không này rất bổ và chết mẹ ngày trước. Ôi chó đi về hai con này mà tàu đến nhờ đi về chết mẹ luôn. Đi lại à? Em đang quay. Đừng quay là em đang quay ra tao đi thì quay. Quay cái này người tắm cọc béo lên quay. Mình tắm mẹ rồi. Ê, đổi xe máy quay rồi. Đổi xe máy. Ê, quả này. Ê, mối tặng một xe máy đi cho. Được. Đi nhanh lên để quay ra chụp khác. Rồi, ok, rồi, ok, ok. Rồi đi. Đứng đây luôn đi. Đèo đèo. Xem anh đường sau anh có đi không hay quay lại ăn bỏi. Mát mà. Ôi trời, ui mát chết thôi. Bước mẹ quần luôn. Mát đến mức. Rồi, phóng nhanh tiếp.